Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì em sẽ tiến hành cài đặt sản phẩm TV của Samsung năm 2024, thể hiệu cái dòng QLED của nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ kết nối điều khiển với chiếc TV này bằng cách là bấm hai phím ở trên điều khiển. Đây, hai phím này của nhé. Nó dí tiệt chỉ vào TV là nó sẽ báo là kết nối Bluetooth. Sau đó sẽ ra cái giao diện như này. Các bác chỉ cần bấm những cái phím tiếp theo và phím next thôi. Đây thì chúng ta sẽ tiến hành bắt wifi cho sản phẩm TV này. Sản phẩm TV của Samsung 2024 chạy hệ điều hành Tizen OS. Chúng ta sẽ tìm đúng vào cái mật cái tên wifi nhà mình và đánh đúng mật khẩu. Quá trình cài đặt TV của Samsung thì rất chỉ đơn giản thôi. Chúng ta chỉ mất tầm độ 2 phút đến 3 phút này là chúng ta cài đặt được. Lưu ý cho em là mọi người sẽ có tài khoản của Samsung nhé. Các bác nào mà chưa có tài khoản Samsung thì mọi người sẽ đăng ký trước khi mà chúng ta có thể tiến hành cài đặt. Ở đây thì cái bước quan trọng là cái bước cập nhật phiên bản, thì mọi người cứ để yên để nó kiểm tra và cập nhật nhé, đừng bấm bỏ qua. Các bác nào mà vội mà bấm bỏ qua thì sau đó nó sẽ không có cái giọng nói bằng cái phiên bản tiếng Việt mà nó chỉ có phiên bản tiếng Anh thôi. Thì mọi người để yên đấy. Đấy, nó cập nhật xong rồi, đơn giản chỉ cần một tí thôi là xong luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có tiến hành đăng nhập tài khoản của Samsung nhé. Chúng em sẽ tiến hành quét mã QR. Đấy, anh nhìn thấy này. Quét mã QR trên điện thoại bằng cách là chúng ta đăng nhập tài khoản Samsung ở trên điện thoại trước. Sau đó chúng ta chỉ cần quét mã QR vào thôi. Còn trường hợp các bác nào mà chưa có tài khoản Samsung thì mọi người tiến hành vào đăng ký thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký được. Ở đây thì chúng ta chỉ cần bấm vào phím bỏ qua thôi, chúng ta không cần phải đặt cái gì cả. Hãy bấm thêm cả bỏ qua luôn nhé. Không cần phải đăng ký seri, bởi vì đăng ký đấy nó gửi vào mail, cái thứ nó rất là bất tiện. Trên này thì chúng ta chỉ đăng nhập để mà kích hoạt cái hệ điều hành này lên thôi. Đây là cái trợ lý ảo nhé, mọi người bấm vào nút tiếp theo. Nó sẽ ra cái giao diện chính của hệ điều hành của nó luôn. Cái này cài đặt nó chỉ tầm, từ đến giờ chắc chỉ tầm độ 2 phút thôi mọi người nhé. Ok, thì em sẽ tiến hành test giọng nói cho người xem trên sản phẩm TV này. Đấy rồi, cái giao diện của nó thì khi mà mới cài đặt xong thì có một số những cái ứng dụng nó còn chưa gài xong này, các bạn nhìn thấy nó đang loát này. Đó. YouTube thì cũng đã loát xong rồi. Hay các bác sẽ test thử xem là giọng nói, giọng nét nó có nhạy không nhá. Sản phẩm TV này thì đây. Chúng ta sau khi cài đặt xong thì nhìn thấy tiếng Việt, các bạn nhìn thấy đây. Nếu mà các bác nào mà cài đặt mà nó nhanh quá bỏ qua thì nó ra tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh thì các bác phải nói bằng tiếng Anh nha. Còn đây là nói bằng tiếng Việt là nó sẽ ra rồi. Ok, thì là xong rồi. Bình Anh 4K trên YouTube. Đấy. Thì mọi người có thể tìm kiếm được ngay ở ngoài màn hình chính như thế này. Đúng không ạ? Chứ không cần phải vào YouTube như trước này, chúng ta vào YouTube xong chúng ta vào tìm kiếm mic cái thứ rất chỉ là rắc rối. Đây chúng ta sẽ tìm kiếm ngay được phía bên ngoài luôn. Đó.